Thưa quý vị, kiên trì, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong thực hiện mục tiêu kép là yêu cầu được người đứng đầu chính phủ đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tinh thần này cũng đã được các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, quyết tâm thực hiện. Mới đây, kết luận tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dù còn gặp nhiều thách thức do tác động của dịch bệnh, tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ hai kịch bản tổng thể đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng là tăng trưởng GDP cả năm 6% theo kịch bản 1 và 6,5% theo kịch bản 2, Thủ tướng đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tích cực, chủ động, phù hợp, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, dù đây là lựa chọn rất khó khăn. Các đồng chí phải căn cứ vào cái tình hình thực tiễn để chúng ta lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện cái mục tiêu kép này một cách linh hoạt, sáng tạo, chủ động và đúng hướng có hiệu quả. Chứ chúng ta không có cực đoan. Cái người lãnh đạo phải bám sát tình hình thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tiễn để chúng ta đưa ra những cái quyết định rất quan trọng đối với một địa phương. Tại thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh nhiều thách thức do tác động của COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Khi vốn đầu tư công được giải ngân thì nó tạo ra những cái sự thúc đẩy cho sự phát triển xã hội. Mà chúng ta có tiền mà chúng ta lại không thực hiện được thì đấy là một trong những cái trách nhiệm của chúng ta. Và tôi đề nghị là những cái công trình dự án trọng điểm thì cần phải được thúc đẩy và giải quyết sớm. Chúng ta cần phải xác định là cái nhiệm vụ về phòng chống dịch đó là phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, với những cách làm quyết liệt, đồng bộ, siết chặt từ vòng ngoài và kiểm soát chặt chẽ bên trong. Dựa vào số liệu thống kê gần đây cho thấy, kinh tế thành phố đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020, thể hiện ở GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 4,99% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tăng trưởng ở khu vực dịch vụ giữ vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế với đóng góp 3,51% vào GDP. Công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh trở lại, đóng góp 2,85% GDP. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm nay vẫn là thách thức lớn đối với Đà Nẵng trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.